tìm đâu ra loại canxi vừa dễ hấp thu, vừa có hàm lượng đủ canxi nguyên tố cho trẻ? Khó thật, nhưng có bố mẹ nhá. Nói về ưu điểm của hai dòng canxi vô cơ và hữu cơ. Canxi hữu cơ dễ hấp thu nhưng hàm lượng lại thấp, khó đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày cho bé, nhất là với các bé đang trong giai đoạn tăng trưởng cần một lượng canxi lớn. Canxi vô cơ, dòng này mặc dù có hàm lượng cao nhưng lại khó hấp thu. Canxi sinh học là giải pháp khắc phục được nhược điểm của cả hai dòng canxi trên. Nhờ công nghệ LipoGo đột phá giúp làm mịn canxi để kích thước siêu nhỏ, dễ hấp thu. Canxi còn được bao bọc trong lớp lecithin, lớp này có cấu trúc tương tự như màng tế bào nên dễ dàng đi qua, cung cấp được một lượng lớn canxi nguyên tố cho trẻ, gấp đôi canxi hữu cơ. Canxi sinh học vừa dễ hấp thu vừa có hàm lượng cao. Metican là dòng canxi sinh học mà ba mẹ có thể tham khảo. Canxi sinh học là loại canxi đặc biệt có cấu trúc tương đồng với màng tế bào, nhờ đó canxi dễ dàng chui qua tế bào ruột, tăng hấp thu, dễ hòa tan, dễ đào thải và hạn chế nóng trong hay là táo bón khi sử dụng. Hàm lượng canxi nguyên tố Ca2+ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu canxi hàng ngày của trẻ, bù đắp lượng canxi thiếu hụt trong chế độ dinh dưỡng an toàn. Kết hợp cùng vitamin D3, K2 dạng tự nhiên tinh khiết, Vita MK7 giúp tăng cường hiệu quả hấp thu. Canxi dạng nước, vị dâu, dễ uống cho trẻ, nhập khẩu từ châu Âu. Sản phẩm đã có trong giỏ hàng, các mẹ có thể bấm vào để được mua cho bé nhé. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.